Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Trung. Mình làm kênh để chia sẻ kiến thức về rượu và pha chế các loại đồ uống liên quan đến rượu. Và nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói đến đó chính là Margarita. Margarita không phải là ly cocktail làm bằng tequila duy nhất trên thế giới, nhưng mà thực sự nó là một tượng đài. Khi nhắc đến loại cocktail nào nổi tiếng nhất với các loại rượu như là whisky, gin, rum hay là vodka thì có lẽ chúng ta sẽ phải đắn đo đôi chút. Nhưng mà với tequila thì chắc chắn đó chính là Margarita. Cũng giống như rất là nhiều những loại classic cocktail khác thì chúng ta không xác định được ai là người đã sáng tạo ra nó và ly cocktail này được tạo thành khi nào. Nhưng là ok, mình sẽ chuyển thẳng tới cách làm luôn nhé. Lưu ý đây không hẳn là classic Margarita đâu. Công thức này sẽ đặc biệt hơn một chút. Đây là công thức mà mình tìm hiểu được và rất là muốn chia sẻ đến với cả mọi người vì nó thực sự rất là ngon. Ok, intro. Trước tiên mình sẽ nói đến sai lầm đầu tiên, cũng là sai lầm nghiêm trọng nhất mà mình thấy mọi người rất là hay gặp phải khi pha một ly Margarita, dù là classic hay là phiên bản nào của nó đi chăng nữa, đó chính là dùng mixto tequila. Các bạn nên đầu tư cho mình một chai tequila chất lượng tốt một chút. Ý mình muốn nói đây chính là loại làm từ 100% agave. Đương nhiên thì giá thành sẽ đắt hơn nhưng mà chất lượng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thật sự thì mình bị ám ảnh bởi mấy chai mixto tequila luôn. Mùi vị của nó thực sự ra kinh khủng. Nếu vì một lý do nào đó mà các bạn bắt buộc phải pha một ly margarita bằng mixto tequila thì ok, cũng được thôi. Nhưng mà mình sẽ không bất ngờ đâu khi đó là một ly cocktail tệ. Và ok, để pha được một ly margarita tuyệt vời thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là tequila làm bởi 100% agave, đương nhiên rồi. Ở đây mình dùng Lunazum Blanco với hương vị chủ đạo từ agave, một chút hạt tiêu, đặc biệt là rất là mịn màng, tươi mát, độ cay vừa phải với cả một chút mặn kéo dài về hậu vị. Các bạn có thể thay thế tequila Blanco bằng Reposado hay là Añejo, nhưng cái loại tequila này thì hương vị nó sẽ đậm hơn và có thêm một chút oak ở trong đấy, một chút gỗ ấy. Thì chắc hẳn nhiều người sẽ thích như vậy đấy. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích ly Margarita của mình theo chiều hướng tươi mát hơn, nên là mình sẽ chọn dòng Blanco này nhé. Nguyên liệu thứ hai là rượu mùi cam. Ở đây thì mình sẽ dùng Concho, rất là thông dụng và nổi tiếng. Nguyên liệu tiếp theo là agave syrup. Tiếp đến là chanh xanh, đương nhiên không thể thiếu rồi. Và thêm một nguyên liệu đặc biệt đó chính là Orimeter Saline Solution. Để làm nguyên liệu này thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần pha 10 phần Orimeter kết hợp với cả một phần muối, khuấy đều và thế là xong nhé. Đây cũng là một trong ba chiếc chìa khóa quan trọng để có thể tạo ra một ly martini tuyệt vời mà mình đã có một video khá là chi tiết trước đó ở đấy. Với những bạn nào mà chưa xem thì link mình sẽ để ở phía bên trái của màn hình này nha. Và ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào pha chế nhé. Bước đầu tiên chúng ta sẽ viên muối miệng ly, cần rất là cẩn thận và có khá là nhiều chú ý cả bước này đấy. Đầu tiên là chỉ viền một lớp muối mỏng bên ngoài thành ly, tránh úp cả miệng ly lên muối, như vậy thì sẽ khiến muối nó rơi vào trong ly cocktail. Chỉ nên viền 1/2 miệng ly nếu mà các bạn pha cho một ai đó, vì không phải ai cũng thích muối trong ly margarita của họ đâu nhá. Hãy nhớ lấy điều này. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại vì sao mình lại pha margarita và ly rub đúng không? Cái này thì là sở thích cá nhân thôi nhá, vì đơn giản là mình thích uống margarita với đá mà. Sai lầm thứ hai cũng là sai lầm rất là phổ biến và thường gặp. Đó chính là mọi người thường viền ly bằng muối tinh. Thực sự thì điều này rất là tệ hại vì muối tinh nó cực kỳ là mặn luôn. Tốt nhất là nên dùng muối kosher nhé. Rất là tiếc nhưng mà hôm nay mình đi ra ngoài shop mua thì người ta lại hết một loại muối này mất rồi. Nhưng mà mình thay thế bằng muối hồng nha. Về cơ bản thì độ mặn của muối hồng nó cũng sẽ dịu hơn so với cả muối tinh. Và cái loại này nó còn nhiều khoáng chất hơn nữa. Và quan trọng là nhìn nó cũng đẹp mắt hơn mà đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ rót 2 ounce tương đương với 6ml tequila vào cocktail shaker. Tiếp đến là 3/4 ounce tương đương với 22,5ml Concho. Tiếp theo là 1 ounce tương đương với 30ml nước cốt chanh xanh. Tiếp đến là 1 ba spoon tương đương với 50ml agave syrup.
Cuối cùng là 10 giọt Oren Bitter xà lành solution. Bây giờ thì mình sẽ cho đá vào và lắc kỹ trong khoảng tối thiểu 12 giây. Cuối cùng thì mình sẽ rót ra ly gốc cả một lượng clear ice và trang trí cả một lát chanh xanh nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ uống thử nhá. Muối, chanh và tequila đúng là sinh ra để dành cho nhau luôn, thực sự ra tuyệt vời. Hương vị agave ra nổi bật cùng với cả một chút tiêu, kết hợp với cả rượu mùi cam và chanh xanh, thực sự rất là tươi mát và sảng khoái. Đặc biệt là với Oren Bitter, nó khiến cho cái hương vị của ly cocktail trở nên tròn vị hơn, cân bằng hơn và hậu vị kéo dài hơn ở trong cổ họng, thực sự rất ấn tượng. Và đó là những gì ngày hôm nay mình muốn gửi tới tất cả các bạn. Những bạn nào mà đã làm thử món classic cocktail này hay là đã thử nghiệm cái phiên bản Twist mà mình chia sẻ thì hãy để lại cảm nghĩ ở phía dưới phần bình luận nhé. Và cũng đừng ngần ngại góp ý cũng như là chia sẻ những cái tip hay là trick để có thể khiến cho ly cocktail của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại chia sẻ cho bạn bè nha. Đừng quên theo dõi cũng như ấn nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới của mình. Và mình là Hải Trung.